Dạ, chân thành cảm ơn quý khán thính giả dựng giữ trên màn hình. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi nói về cái vai trò người phụ nữ trong đời sống và tôn giáo. Quý vị đã thấy các ý kiến của quý vị lãnh đạo tình thần các tôn giáo đã ca ngợi cái vai trò người phụ nữ. Riêng thiện ý chúng tôi thì ngày hôm nay chúng tôi thấy rằng trong về phương diện lý thuyết phụ nữ có bình quyền. Nhưng mà bên cạnh đó thì về phương diện thực tế, ngay cả trong chính quyền và cũng trong một số quốc gia, người vai trò người phụ nữ còn bị hạn chế như những quốc gia Hồi giáo. Nhìn ra cái sự đóng góp của người phụ nữ, chúng tôi thấy rằng về phương diện cơ thể thì chúng ta thấy những cái môn thể thao đó, ngày hôm nay người phụ nữ đóng góp rất là nhiều. Nhưng mà những thời xưa đó thì những cái vai trò đó do cái người nam, thí dụ như đội đánh đá bóng chuyền, hoặc là bóng rổ, rồi bóng tròn, và ngay cả quyền anh thì những người phụ nữ cũng đều đóng góp giống như những bên nam giới về phương diện thể thao. Rồi bên cạnh đó thì nhiều cái lĩnh vực khác, bên về y học hoặc là về khoa học, chúng ta khi nói đến về phương diện khoa học thì chúng ta phải tự hào cho người phụ nữ Việt Nam ở đất nước Hoa Kỳ, đó là chị Dương Nguyệt Ánh đã tạo một cái thành tích rất là lớn trên cái người chế tạo ra những cái loại bỏ bom. Và đồng thời chúng ta cũng có một cái vị mà đại tá ở trong cái Hải quân Mỹ đã tạo ra một trong những cái kỳ tích về cái hàng không mẫu hạm. Và ngày hôm nay thì trên cái mặt trận về quân sự thì chúng ta người Việt ở hải ngoại này thì các con em của chúng ta đã có cái vai trò rất là quan trọng ở trong và đảm nhiệm những chức vụ lớn ở trong quân đội Hoa Kỳ, từ lục quân, không quân, hải quân. Và vừa rồi thì chúng tôi có thấy một vài vị ở trong cái lực lượng của Tiềm Thủy Định, và các vị đó đã có một cái sự đóng góp rất là lớn. Kính thưa quý vị, khi nói như thế để chúng ta thấy rằng ngày hôm nay phụ nữ có vươn lên và có cái những cái sự đóng góp, tuy nhiên như phần dẫn nhập chúng tôi nói là vẫn còn bị giới hạn ở một số quốc gia, và đồng thời cũng còn một cái sự giới hạn ở trong cái một số tư tưởng của một số người mà chúng ta còn phân biệt giữa nam với nữ. Thì nhân trong chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn nói lên những cái vai trò quan trọng người phụ nữ, để chúng ta phải cảm nhận rằng người phụ nữ đã cho chúng ta được những cái gì ngày hôm nay. Và chính cái sự cho đó là cái sự hiện hữu của chúng ta ngồi đây và nói chuyện đối tất cả quý vị, thì chúng ta phải cảm nhận cho những người mẹ. Như cái phần dẫn nhập chúng tôi nói, các cái vị mà giáo chủ ra đời thì chúng ta chỉ thấy cái sự đóng góp của các vị đó, nhưng mà ít ai nói về những người mẹ. Thì cũng giống hôm nay trong chương trình, Hòa Thượng ngồi đây, Linh Mục và Mục Sư, thì quý vị sẽ thấy chúng tôi và chính cá nhân tôi, nhưng mà không biết những người mẹ của chúng tôi là ai. Thì cũng nhân trong chương trình này, những người mẹ cũng đã qua đời hoặc những người mẹ còn tại thế, thì chúng tôi cũng mang cái chương trình này để cầu nguyện cho những người mẹ được tốt đẹp, còn sống để mà vui vẻ với con cái, hoặc những người mẹ đã qua đời thì những người con lúc nào cũng mang những cái lời dạy của người mẹ. Thì khi mà nói tới lời dạy người mẹ thì tôi nhớ đến một cái tuồng hát mà trong đó có cái câu là con đi trường học mà mẹ đi trường đời. Thì cũng nhân chương trình ngày hôm nay thì thưa Hòa Thượng, nghĩ rằng cái sự bình quyền của người phụ nữ hôm nay đó có bị giới hạn ở điểm nào hay không, và nếu mà có bị giới hạn thì chúng ta làm sao để kêu gọi để cho những cái có một số tư tưởng nghĩ về người phụ nữ không có bằng người nam giới, để cho chúng ta có một thoáng hơn cái nhìn của người phụ nữ, và chính vì trong cái nhìn đó để giúp cho sự hài hòa quân bình ở trong cái cuộc sống, mà nhất là trong cuộc sống mà trong gia đình, hoặc là cái sự quan hệ giữa
người bạn bè với nhau, mọi sự xa hơn nữa là trong cộng đồng và quốc gia và dân tộc. Kính mời Hòa Thượng. Cảm ơn cư sĩ Điệu Hợp. Kính thưa quý ngài và quý vị, chúng ta hãy nhắc lại là hầu hết, và đặc biệt là ở giữa chúng ta hay đất nước Hoa Kỳ này, hay là hầu hết những quốc gia mà chúng ta biết qua cái ngôn ngữ, cái văn hóa, thì vẫn là cái chế độ phụ hệ, tức là lấy họ cha để đặt tên con mang họ cha. Do vậy cái phụ hệ thì đó, chúng ta thấy cái điều đó chúng ta phải xác định là nó tuyệt đại đa số là lấy họ cha, chế độ phụ hệ. Ở điểm này chúng ta nói về bình đẳng, bình quyền, tranh đấu, đòi hỏi, vân vân. Đối với tôi thì nó không thể vượt qua được cái thiên chức. Khi nói đến thiên chức, tức là người nữ sinh ra họ có những cái vai trò, sứ mệnh của họ mà người nam, tức là người đàn ông hay người chồng không thể làm thế được. Và ngược lại, cái thiên chức của người cha, người đàn ông, người đàn bà không thể thay thế được. Cho nên chúng ta gọi là thiên chức, là ra đời với cái chức danh là vậy. Cho nên cái chuyện có bình đẳng hay không, thật sự ra đối với tôi thì không phải tranh đấu để được bình đẳng. Nhưng mà chúng ta nên sống, phải biết cùng với nhau, biết bất cứ văn hóa nào cũng vậy. Và bổn phận chúng ta làm con, đối với cha với mẹ cũng vậy. Thì cha một bên, mẹ một bên, và không ai có thể thay thế cái vai trò của một bên cha, một bên mẹ được. Do vậy cái chuyện bình đẳng, bình quyền, đó là cái cách nói của ngôn ngữ. Đối với tôi thì mang cái tính cách mà chính trị nhiều hơn. Tại vì ở đây chúng ta thấy có nhiều người, nhiều cặp vợ chồng chúng ta gặp ở ngoài, hoặc là bà con, hoặc là bạn bè, hoặc là bất chợt mình gặp ở ngoài, thì có nhiều người trong đó, người đàn ông chấp nhận đi làm cực khổ và muốn cho người vợ mình ở nhà để mà săn sóc con cái, để người chồng bình an rằng đi làm mà có vợ mình ở nhà, tức là mẹ săn sóc con cái, và người chồng cảm thấy điều đó họ rất là an tâm. Và cái an tâm quan trọng ở chỗ là giáo dục con cái mình nên người. Bây giờ mà cả hai đều đi làm hết mà bỏ con, hay là thiếu cái chức năng dạy dỗ, mà dạy dỗ ở đây người mẹ đó là không thể thay thế được. Cho nên cái sự bình đẳng là người đi làm cực khổ, mà người ở nhà thì cực khổ theo một cách khác, mà cả hai đều quan trọng hết. Cho nên cái sự đòi hỏi bình đẳng, bình quyền, đối với tôi thì cái đó, cái ngôn ngữ mang tính cách thời sự, mang cái tính cách mà có ai đó họ xen vào để nói. Và thậm chí người nữ đi đòi hỏi bình quyền thì đâu cần phải đòi hỏi, nhưng mà phải nói là cái trật tự của xã hội, cái giá trị của xã hội, phải nói là mỗi người có một thiên chức riêng, chứ không ai thay thế ai được, và không ai có thể là nhân cái thiên chức đó, cái quyền đó mà áp đảo người khác được. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Kính mời Linh Mục. Kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ đến vấn đề mà bình đẳng. Tôi nhớ là khi mà bước qua bên này, qua Hoa Kỳ, người ta đã nhắc nhở rằng là bên này phụ nữ là số 1, con nít là số 2, chó mèo số 3, đàn ông là thứ 4. Bây giờ người phụ nữ muốn làm bình đẳng, muốn làm thứ 4 à? Chắc là không phải vậy. Mà muốn nói là cái sự mà phải được đối xử, cái sự mà tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống, đó là cái đấy mà quan trọng hơn trong cuộc đời. Và cũng nhận ra là khi mà mình biết quý mến ai, mình biết là quý hóa những gì mình có trong cuộc sống, hay mình biết quan tâm, mình biết để ý hơn đến người đó, hay cái đó, cái sự mà cái đó nó trở thành cái sự mà tự nhiên của con người, tự nhiên cái điều mà Chúa yêu cầu chúng ta phải sống trong sự mà yêu thương, mở lòng ra với người chung quanh, đừng có hạ họ xuống thấp, hoặc là đừng có coi thường của họ, mà nhận ra là cuộc sống mỗi người cái ơn mà Chúa ban cho. Tôi riêng với tôi nghĩ là tôi không thể mà sanh con được, hoặc là cũng không thể là làm những điều mà người phụ nữ làm được, mà đồng thời là người phụ nữ cũng thế, là có một vài điều mà không có làm giống như người nam được. Nhưng mà điều quan trọng là mình có tôn trọng, quý hóa lẫn nhau hay chăng. Thí dụ đối với tại Hoa Kỳ, chúng ta thấy là có bà phó tổng thống là phụ nữ, và ngay cả tại một quốc gia khác, quốc gia Vatican chẳng hạn, cũng Đức Giáo Hoàng cũng đã chọn một người phụ nữ, coi như là nếu mà coi Vatican là một quốc gia thì là phó tổng thống là một người mục sư để mà coi cho quốc gia của Vatican. Nó cái sự mà quan trọng nhận ra là mỗi người có những cái khả năng
cái ơn riêng mà Chúa dành cho. Nếu mà biết sử dụng cái ơn đó cách tục bực rồi mà bành trướng ra, hoặc là được coi như là thể hiện ra qua cái hành động, qua lời nói trong yêu thương, đó là điều mà quan trọng cần phải có. Dạ, cảm ơn một mời mục sư. Tôi nghĩ rằng đề tài này cũng hấp dẫn lắm. Là bây giờ nói về bình đẳng thì nãy tôi cũng suy nghĩ và cũng nghe rất nhiều ý kiến của các ngài. Thì thưa với quý vị đó, chúng ta phải nói rằng là bình đẳng là đúng, chứ không thể nói lý do gì để mà nói không bình đẳng được hết. Tại vì rõ ràng là xã hội càng văn minh và càng ngày hôm nay người ta đòi bình đẳng, nhưng mà bình đẳng nó không có nghĩa là giống nhau. Nhưng mà bình cái quyền thôi. Có một số công việc thì đàn ông vẫn thay thế ngày hôm nay, như ở tại Việt, ở tại Mỹ này, rõ ràng là bình đẳng, chứ cũng không phải là đàn ông là số 4 đâu. Cái đó là cái cách nói mà nếu chúng ta nói ra đó, là người ta sẽ cho rằng không có cái văn bản nào, không có cái pháp lý nào mà nói điều đó hết. Và trên thực tế thì người đàn ông và người phụ nữ là bằng nhau ở tại đây. Và người đàn ông vẫn có thể thay thế người đàn bà ở nhà trông con để bà vợ đi làm. Rất nhiều trường hợp như vậy. Và chúng ta đã thấy cái cảnh đó và rất là đẹp. Đó, nếu đàn ông phải vô bếp, đàn bà đi làm cũng không sao hết. Chứ không phải là ngày xưa đó, mình nói điều này đó là tại vì ngày xưa đó, người Đại Hàn chẳng hạn, người Việt Nam của mình đó, là chỉ phụ nữ là làm bếp, mà làm bếp xong cũng không được ăn nữa. Mời khách tới rồi khách chỉ ngồi ăn, rồi phụ nữ cũng chỉ đứng đó thôi. Thì mình điều đó mình thấy không có thể chấp nhận được. Và đó là cái không bình đẳng. Cái đó là không bình đẳng. Còn cái chuyện mà người ta nấu bếp là không sao hết, nấu là cứ nấu, nhưng mà là không được quyền ăn, không được quyền đứng đó, thì đó là bình đẳng. Thì cũng vậy, mình nói gì về Vatican chọn một phụ nữ làm như vậy là đó là bình đẳng, rất là tốt thôi. Và ở đây mình mới thấy một điều là gì, mình thấy một điều đó là ngày hôm nay thì cái tính bình đẳng đó nó được thể hiện. Và rất mong rằng nó còn một số lĩnh vực mà ngay trong cái suy nghĩ của mình cũng cứ nghĩ phụ nữ hồi xưa mình Việt Nam mình, trai thì năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, đó là không bình đẳng rồi. Rõ ràng là mình thấy tất cả cái nhận định đó. Tại sao người đàn ông là như thế, được cái quyền đó mà phụ nữ không được quyền. Cho nên nhá, ở đây mình phải đàn ông cũng như đàn bà là phải chính chuyên thì mới đúng. Thì đó là cái quan điểm. Thì từ trong cái quan điểm đó, tôi thấy ngay trong tôn giáo cũng vậy nữa. Ngay trong tôn giáo mình cũng vẫn còn phân biệt, chứ không phải là không có. Mặc dầu là phụ nữ, tôi nói thật quý vị, tôi ở trong nhà thờ mấy chục năm, trong nhà thờ là 3/4 là phụ nữ. Dạ. Và như linh mục cũng vừa nói đó, là ngay cả lúc Chúa phục sinh, lúc Chúa chết thì đàn ông bỏ đi đâu mất hết, trốn hết. À, còn phụ nữ ở bên cạnh Chúa. Như vậy thì mình thấy rất là rõ đó là người phụ nữ vai trò rất là quan trọng. Và tôi nói điều đây là bởi vì tôi không phải là phụ nữ. Nếu tôi phụ nữ thì quý vị nói là tôi bên vực. Nhưng mà tôi muốn nói đây một cái ý điểm mà rõ ràng là Thánh Kinh đã đưa ra rất là rõ. Và chúng ta ngày hôm nay, ví dụ như tôi hỏi một cái công tác đó, người phụ nữ, ví dụ như thể lực người ta làm không được. Đã, rõ ràng là phụ nữ người ta yếu hơn, nhưng một số các lĩnh vực khác thì người ta là làm được. Như vậy thì nếu mà mình không cho họ trong những cái lĩnh vực mà họ làm được thì đó là mình không cho. Còn bây giờ vấn đề ở tại đây là Thiên Chúa cho phép, Thiên Chúa sắp xếp, mà Thiên Chúa trên thực tế đã cho phép. Thế thì tôi nghĩ rằng chúng ta là con người, không có lý do gì để mà mình tạo ra cái sự không bình đẳng nữa. Ngay ngày hôm nay khi mình nói tới cái điều gì cũng vậy, làm chuyện gì cũng vậy, mình thấy phụ nữ cũng coi như là bị đặt ở bên một bên hết. Thì đó là điều mà tôi cảm thấy, đấy là cái nhìn của tôi khi mà tôi học lời của Chúa. Thì tôi thấy ngay Chúa Giêsu đó, người ta bắt một người phạm tội tại danh, người ta dắt tới cho Chúa, người ta nói người này bị bắt phạm tội, bắt quả tang. Thế thì người đàn ông ở đâu mà tại sao không bắt đàn ông, bắt đàn bà không? Quý vị thấy sự không bình đẳng rất rõ ràng. Và rõ ràng là khi đến với Chúa thì Chúa nói không. Chúa hỏi rằng trong các ngươi ai là người không có tội thì trước nhất hãy ném đá người này đi. Và sau khi mà người ta bỏ lần lượt đi hết, không ai ném hết, thì Chúa cũng không bắt tội người kia. Và Chúa nói ngươi hãy đi, đừng phạm tội nữa. Như vậy thì mình thấy rất rõ ràng là cái xã hội đó không có bình đẳng. Nhưng mà trong cái ý niệm của Thiên Chúa, trong cái trước cái nhìn của Ngài, trước sự phê chuẩn của Ngài đó, thì con người chúng ta rất là bình đẳng. Bởi vì thật sự ra đó, thì mỗi người như Hòa Thượng nói đó, mỗi người chúng ta có cái thiên chức, người thì làm mẹ, kẻ thì làm cha. Nhưng mà nói về cái quyền bình đẳng có nghĩa là cái quyền con người, cái quyền mà chúng ta được quyền nói, cái quyền mà chúng ta được quyền sống ngang nhau là nó khác. Hai cái đó mình phải đòi hỏi cho nó đúng. Chứ không mình không thể trọng nam khinh nữ. Mình ở trong gia đình mình có con trai thì mình lo mình thương con trai, mình cái gì cũng cho con trai hết. Còn coi như con gái là coi như không có con. Ngày xưa cho nên từ cái ý niệm sai lầm đó, người ta không có con trai thì người ta phải tìm đúng một cách để phải có con trai.
Thì đó là những cái ý niệm rất là sai lầm, tôi cho rằng chúng ta không thể chấp nhận được. Và trong cái vai trò của những người làm tôn giáo thì tôi nghĩ rằng mình phải nói lên cái điểm này, chứ không có phải là chúng ta nói điều này là muốn tranh cãi gì ở đây hết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi muốn đây là cái đề tài cũng rất là hay, thì chúng ta chỉ đưa ra để mình thêm rộng thêm những cái suy nghĩ để mà mình tạo ra cái sự bình đẳng thật sự. Dạ, cảm ơn mục sư. Kính thưa quý vị, khi nói về cái vai trò người phụ nữ xưa về nay đó, thì về trong gia đình mà trọng nam khinh nữ đó, thì chúng tôi thấy ngày hôm nay có cái sự khác biệt là một số gia đình Việt Nam ngày hôm nay thì lại là trọng nữ hơn nam. Lý do là tại có những cái đứa con gái đó mà đẹp rồi có những cái nét thì lại là giúp cho gia đình rất là nhiều, nhiều lắm, là thay đổi đời sống cất nhà rồi. Và đồng thời ngay cả những cái người đứa con gái mà qua bên Mỹ này đó, rồi chúng tôi biết một số gia đình đó khi đi làm lụng cực khổ đó thì gửi tiền về cho cha mẹ ở Việt Nam cất nhà cất cửa rồi tạo cơ ngơi cho cha mẹ, mà trong khi có một số những người đứa con trai khác thì không có làm. Thì do đó thì nhân chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng ca ngợi cái tinh thần của những người phụ nữ đã thương yêu cha mẹ, và đồng thời trong sự thương yêu đó đã có những sự hy sinh trong cái những cái khó khăn trong cái điều kiện này. Và khi chúng ta nhắc đến những sự hy sinh đó thì cũng nhân chương trình này chúng tôi cũng ca ngợi và nghiêng mình đối với những người mẹ, người vợ của người lính Việt Nam Cộng Hòa nhân trong cái ngày 30 tháng 4 và sau đó thì những người chồng, những người cha phải đi vô tù, thì những người mẹ, những người vợ đã phải lặn lội những cái đường rất là xa, mang những cái thực phẩm đi đến để mà nuôi chồng hoặc là nuôi những người cha trong gia đình của mình đã bị tù cải tạo. Rồi từ đó đến khi mà người chồng về thì lại là một cái câu chuyện khác, là phải gồng gánh để nuôi cả gia đình, làm ăn làm rất là cực khổ, đôi khi phải bán mua những cái công việc rất là khó khăn, thức khuya dậy sớm. Thì nhân chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn ca ngợi vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống và nghiêng mình đối với người mẹ đã qua đời, và chúng ta là những đứa con còn lại bày tỏ sự hiếu thảo qua cái hành trang của mình đã phục vụ cho những cái lý tưởng của người mẹ như thế nào, để muốn cho người con nên người. Trong phần nên người này thì riêng Thiện Ý chúng tôi nghĩ rằng một sự thành công về phương diện học hành, thành công về phương diện làm ăn, về thương vụ, còn bên cạnh đó là người mẹ của mình muốn chúng ta thành công một người tốt, một người có tâm lành, tâm thiện và phụng sự cho đời, giúp người bằng một cái tấm lòng mà người mẹ mong muốn. Thì đó là cái sự hiếu thảo mà để đục bù sớt lại cho những cái sự cha mẹ, người mẹ sanh ra chúng ta trong cái giai đoạn rất là khó khăn. Và cũng trong chương trình này còn đôi phút cuối kính mời Hòa Thượng có những cái sự chia sẻ cái vai trò cần thiết người phụ nữ trong chăm sóc gia đình. Dạ. Chúng tôi cũng rất là đồng ý với mục sư, cái đề tài hấp dẫn. Thật sự là chúng ta đang nói về phân nửa thế giới, tức là nói về người phụ nữ hay mình nói về mẹ mình, vân vân. Nhưng mà chúng xin được trở lại là chế độ hầu hết là chế độ phụ hệ mang họ cha. Do vậy trong có những nền văn hóa, ví dụ như văn hóa Tàu, họ nói là một đứa con mà con trai thì được gọi là có con, nhưng 10 đứa con gái mà con gái hết thì không được coi là có con, tại vì 10 đứa con gái đó lấy chồng thì con cái sinh ra, tức là cháu ngoại của mình thì nó mang họ của bên nội rồi, bên cha rồi. Do vậy cái từ những cái khác biệt về phân chia tên gọi, phân chia về giá trị, phân chia về những cái trật tự của cái nhân loại đó, cho nên có những sự khác biệt vậy thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng không thể bình đẳng, là bình đẳng cái bình đẳng là bình đẳng cái tính phái, nhưng mà không thể bình đẳng trên cái vai trò trách nhiệm được.
và mỗi bên đều có cái thiên chức, mỗi bên đều có cái sự thành tựu của hãnh diện riêng, chứ không phải là chúng ta cần không cần thiết phải nói là bình đẳng, tức là cái gì nó cũng giống nhau, không phải vậy. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Mời một đêm lộc. Kính thưa quý vị, trong cuộc chúng ta, gặp những sự mà thử thách gian nan rất là nhiều, mà Chúa không có bỏ rơi. Đối với người Công giáo, Đức Mẹ vẫn hiện ra nhiều nơi. Nhưng mà nói lên cái sự mà quan tâm của Mẹ, con người trở về với Chúa. Và đồng thời, ngay cả trong đời sống hiện tại là đa số trong những người mà đi tu là phụ nữ. Và họ mang cái tâm tình của Chúa, tâm tình của Mẹ để mà ước ao gì là những cái lời nói hoặc là hành động của mình để mang tới cái sự mà xoa dịu cái vết thương của con người gặp phải, đang mang phải. Nên cái tình yêu thương đó được thể hiện qua cái sự mà mềm mại của Chúa, qua bàn tay, qua lời nói, qua sự hiện diện của người phụ nữ, của các nữ tu trong cuộc sống. Nên chính vậy mà cái sự mà hiện diện của người phụ nữ luôn luôn là đứng cái phần rất là quan trọng trong đời sống chúng ta, để mà quân bình nói lên cái sự mà cần thiết trong cuộc sống. Dạ, kính mời mục sư và cùng dân đời cầu nguyện. Kính lạy Thiên Chúa, chúng con tạ ơn Ngài vì Ngài đã dựng nên loài người chúng con, trong đó có người nam và người nữ. Cả hai chúng con đều rất quan trọng và trước mặt Thiên Chúa bình đẳng. Chúng con hôm nay qua đề tài này, con cầu xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng con tôn trọng nhau, cho chúng con yêu thương nhau và cho chúng con luôn luôn biết rằng tất cả mỗi người, giàu ở trong vị trí nào, thì mỗi chúng con cũng luôn luôn làm sáng danh Thiên Chúa. Và cầu xin Chúa ban sự bình an, ban sự bình đẳng, ban mọi điều tốt lành trong tất cả mỗi chúng con, và đặc biệt trong những xã hội, những nơi nào vẫn còn có sự phân biệt đối xử, vẫn còn có những điều mà áp bức phụ nữ. Con cầu xin Chúa Ngài hướng dẫn, soi sáng và ban phước cho, để tất cả đều được giải thoát ra khỏi và họ sống một đời sống được hạnh phúc trong ơn của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Chân thành cảm ơn quý thính giả của đài, cảm ơn Hòa Thượng, cảm ơn Linh Mục và Mục Sư. Kính chúc cho quý vị một ngày an lành và hạnh phúc.